Dạ, con kính lãnh lễ sư. Dạ, dạ, chào các vị. Con kính lễ sư ạ. Dạ, dạ, chào các vị. Xin lãnh lễ sư ạ. Mà thưa các vị, thưa các vị, chúng ta cũng rất là rất mừng. Dạ, đã đến giờ học, xin quý vị tắt mic ạ. Thưa các vị, trước khi vào lớp học á, tôi có một việc cần, đó là ngày cô Kim Nhung ở đây tiếp tôi khi các vị Phật tử có câu hỏi. Nhưng mà đôi khi có thể là cô nhiều khi cô bận đó. Do vậy tôi muốn có thêm một Phật tử nào có khả năng hoặc là có thể cộng mic được giúp tiếp cho cô Nhung trong trường hợp mà cô Nhung không có mặt ở trong lớp, hoặc là lý do nào đó có khoảng hai Phật tử học viên thì tiện ha. Đây thì có cô Phật tử Phước Duyên, không biết cô Phước Duyên có trong đây không? Dạ bạch sư, cô Phước Duyên với lại các Khánh sư, thiện kiến á sư. Dạ. Dạ. Dạ, tốt quá. Như vậy thì nếu mà các vị Phật tử nào mà chúng ta có thể giúp được thì các vị hoan hỷ giúp mình sư. Dạ, để con nói lại các Khánh đó. Dạ. Dạ. Tại vì trong khi đang giảng bài không có đọc mấy cái tin nhắn của các vị đó, đôi khi có những cái câu hỏi không có kịp trả lời. Dạ thưa sư, như bữa trước con đã trình bày với sư là Phước Duyên đã đồng ý cái ngày, còn cái Cát Khánh á thì vì lý do là sắp tới Cát Khánh cũng có ý định qua Myanmar để tu học lên thêm, sau đó có đề nghị và Cát Khánh đã từ chối rồi ạ. Dạ, dạ. Nhưng mà Phước Duyên thì đã đồng ý ạ. Dạ, 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 tốt quá cô. Dạ, dạ sao thú, sao thú. Dạ, sao thú, sao thú. Ở đây chúng ta có hai ngày, chúng ta đã nghỉ hai ngày. Các vị hoan hỷ chờ tôi em. Do vì có một Phật tử học viên làm cái bản tóm tắt ví dụ pháp trong khi học có khá hay, nhưng mà do vì ngày hôm nay thì tôi chưa có lưu vào máy, cho nên để có thể chia sẻ cho các vị đoàn tử học viên trong lớp. Hôm trước có một cô Phật tử có câu hỏi của một vị học viên do cô Hồng Nhung, cô Nhung chuyển lại. Vị học viên hỏi rằng là có một người bạn học giỏi vi diệu pháp, bạn đó cũng có nói với con là khi mà cũng nói với con là không nên hối hận vì tâm đó không tốt. Vì vậy bạn con làm sai rất là nhiều chuyện, nhưng họ nói là họ sẽ không hối hận. Họ dùng cái chuyện để trả nghiệp trong đó, vậy có đúng không thưa sư? Hôm trước tôi có nói với các vị đã làm cái sở hữu hối hận á, do vì cái bản chất của đặc tính hối là làm cho cái tâm rai rất khó chịu, không có an lạc. Và do vậy đó là cái sở hữu hối này được kể vào ở trong cái sở hữu bất thiện.
Tuy nhiên thì ở trong duyên hệ có nói đến cái trường hợp đó là có những khi đó là cái bất thiện lại là trợ duyên cho thiện. Thì ở trong cái trường hợp và cái sở hữu hối này cũng như vậy. Tức là tuy rằng cái sở hữu hối hận bản thân nó là cái bất thiện, nhưng mà nhờ cái hối, cái sở hữu hối, tức là cái sự ăn năn những cái việc ác mình đã làm hay là việc thiện mà mình không làm, và nhờ cái sự ăn năn đó cho nên người đó là phục thiện. Do vậy đó, hỏi rằng là nếu mà ở trong ví dụ pháp nói là cái sở hữu hối là cái bất thiện, do vậy đó chúng ta không có nên hối hận. Cái việc này nó không có đúng. Thứ nhất á, là cái việc hối hận đó do cái lòng tàm lòng quý mà mình có, cho nên á, là với một người mà hiểu về cái luật nhân quả thì khi mà chúng ta vi phạm một chúng ta phạm vào một cái nào đó, đó thì tự nhiên á, là chúng ta sanh cái lòng hối hận. Tuy nhiên á, là mặc dù cái hối hận đó, đó nó làm cho mình khó chịu, nhưng nó vẫn có cái giá trị tích cực là nó chặn đứng lại những cái lỗi lầm về sau. Thì do vậy nó không có thể nào nói rằng là cái sở hữu hối mà là cái bất thiện, cho nên là chúng ta làm cái việc sai trái gì đó thì chúng ta cũng không có nên hối hận. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng là giống như khi mà mình nói đến một cái thân thể khỏe mạnh á, thì đó là một cái thân thể nó không có đau đớn. Nhưng mà đôi khi có những cái bệnh á, mà chúng ta phải mổ xẻ, chúng ta phải chấp nhận đau đớn để không còn cái sự đau đớn lâu dài sau này. Thì chúng ta phải hiểu cái hối hận là như vậy. Mặc dù á, nó là cái bất thiện, nhưng mà vẫn có trường hợp nhờ cái bất thiện đó mà nó ngăn chặn những cái bất thiện khác sau này. Nó cũng giống như là chúng ta muốn cho cơ thể của chúng ta không còn đau đớn, cho nên chúng ta phải chấp nhận đau đớn giải phẫu. Tuy nhiên á, mà nếu là cái sự đau đớn đó, cái sự đau đớn của cái cơn, của cái việc giải phẫu nó kéo dài quá đó, thì nó làm cho người đó khổ. Thì cũng vậy, trong cái việc hối hận á, mà nếu mà chúng ta, sự việc đó nó kéo dài, nó cắn rứt lương tâm, thì nó làm cho chúng sinh nó luôn luôn đó là cảm thấy là bất an. Ở trong ghi, ở trong kinh Pháp Cú có kể lại một cái câu chuyện, đó là có một vị thiện nam, đó là mũi à? Cô Dung Hoan thì dạ thưa con có đấy ạ. Không hai là bấm là giờ cái này. Các bạn hãy đợi chút. Ông nhấn vào đây coi. Tôi chắc là cái câu chuyện đó là có một vị thiện nam đó là trước kia nó vốn là làm cái nghề đau phụ thủ, nhưng mà khi mà ông về già đó thì ông không còn làm cái công việc đó nữa. Tuy vậy đó thì cái nghề đau phụ thủ là một cái nghề mà ông bị ám ảnh suốt cái thời gian phần đời còn lại. Lúc nào tâm trí của ông, của cái hình ảnh của những phạm nhân mà bị ông chặt đầu như vậy, nó cứ ám ảnh ông, và ông không có thể nào mà ông quên đi được cái chuyện đó hết. Thì một lần khi mà ông gặp ngài Xá Lợi Phất á, thì ông cũng luôn luôn mang cái nỗi dày vò về những cái việc mình đã làm.
Và do vì ngài xác lập phát biết rằng là ông cứ mãi cắn rứt, mãi hối hận cái việc đó cho nên là ông không có lắng tai nghe pháp được. Thì do đó ngài xác lập phát này có ngài có gợi ý cho ông, ngài hỏi ông rằng là cái công việc ông làm đó là do vì ông muốn giết người khác, hay là đó là cái công việc mà ông bắt buộc người khác bắt ông phải làm? Thì ông mới thưa với ngài rằng là bạch ngài, bởi vì con chức vụ con làm cái công việc, nhiệm vụ con làm cái công việc đó là vua kêu thì phải nghe thôi. Thì khi đó ngài sẽ làm phát thì mới nói như thế này, ngài mới nói rằng như vậy là cái việc đó đó là không phải là cái ông chủ ý ông làm, mà do người khác kêu ông làm. Thì khi ông nghe nói như vậy đó thì ông vơi đi được cái sự gây dứt khó chịu, và do vậy ông có thể ông nghe ngày sáng lập phát ngày thuyết pháp. Thì ở đây á, chúng ta phải hiểu cái sự hối hận nó như vậy, tức là nó cần, nhưng mà cần ở một cái mức độ vừa đủ để cho một người phục thiện. Và nếu mà cái hối đó mà nó chúng ta giữ mãi trong cái lòng của mình hoài đó thì nó vẫn là không tốt. Tôi tạm ví dụ giống như là chúng ta cần cái chịu đau đớn để phẫu thuật để sau này không còn đau đớn. Tuy nhiên nếu mà cái việc phẫu thuật đó nó kéo quá dài đó thì nó không tốt, mà nó chỉ ở trong chừng mực là do vì bệnh cho nên là phải phẫu thuật thôi. Thì chúng tôi cũng tạm trả lời cái câu hỏi của Phật tử học viên mà họ nói rằng là do vì cái hối hận nó là một cái sở hữu bất thiện, cho nên là chúng ta làm cái việc gì thì chúng ta cũng không nên hối hận. Chúng ta nói như vậy thì chúng ta nói chưa có hết những cái vấn đề liên quan cần thiết cho cái sở hữu hối. Bài học ngày hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần sở hữu tâm. Ở trong sở hữu tâm thì gồm có 3 phần, đó là cái sở hữu tự tha, sở hữu bất thiện và sở hữu tịnh hảo. Thì trong đó cái sở hữu tự tha đó thì chúng ta học chia thành 2 phần, tức là biến hành và biệt cảnh. Ở trong cái sở hữu bất thiện đó, thì gồm có si phần, tham phần, sân phần, hôn phần và hoài nghi. Thì ngày hôm nay chúng ta học đến cái phần cái phần thứ 3, tức là phần cuối cùng của sở hữu, đó là sở hữu tịnh hảo. Dạ, sở hữu tịnh hảo. Sở hữu tịnh hảo. Thì chúng ta biết rằng ở bên phần tâm đó, hôm trước đó, và chúng ta trong cái phần tâm đó, thì chúng ta cũng có chia thành 3, tức là phần tâm bất thiện, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. Thì tâm tịnh hảo là cái phần này. Như vậy thì các vị thấy rằng là cái sở hữu tịnh hảo đó, chính là cái đặc tính của cái tâm tịnh hảo này. Và ở trong cái sở hữu tịnh hảo này đó thì được chia làm 2 phần. Được chia làm 2 phần thì ở trong đây thì các vị nhìn ở trên cái biểu đồ ví dụ pháp này đó thì chúng ta thấy là cũng có vẻ cách biệt ra 2 phần. Phần trên đó gọi là tịnh hảo biến hành. Tịnh hảo biến hành. Như vậy thì ở trong phần sở hữu tâm thì có 3 cái loại biến hành. Cái loại biến hành đầu tiên là nằm ở trong cái phần tự tha này. Thì cái loại biến hành này
là có mặt ở trong tất cả 121 tâm. Cái loại biến hành thứ hai đó là bất thiện biến hành, tức là si phần này, si vô tàm vô quý phóng dật. Thì cái biến hành này á, là có mặt ở trong tất cả tâm bất thiện, và cho nên gọi là bất thiện biến hành. Rồi cái phần biến hành thứ ba gọi là tịnh hảo biến hành. Thì phần này á, là những cái đặc tính này đó thì có mặt ở trong tất cả các cái tâm tịnh hảo. Yeah. Như vậy khi mà chúng ta gặp một tâm tịnh hảo á, bất cứ một trong những cái tâm này, bất cứ một trong 91 tâm tịnh hảo này đó, thì chúng ta luôn luôn biết rằng á, là những cái tâm tịnh hảo đó nó có những cái đặc tính, hay là có những cái sở hữu tịnh hảo biến hành này. Bất cứ cái tâm nào cũng vậy. Thì ở trong cái sở hữu tịnh hảo biến hành này á, thì thì chúng ta chỉ khó nhớ đó là cái dòng đầu tiên thôi. Còn các còn sáu cái phần sau thì dễ, chúng ta chỉ nhớ đến cái chúng ta cố gắng thuộc lòng là bảy cái sở hữu đầu. Bảy cái sở hữu đầu này thì chúng ta, tôi viết luôn một lần để cho các vị dễ nhớ, là gồm có tính, niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân và hành xả. Học bên sở hữu tâm đó thì luôn luôn á, và tôi cố gắng là tôi kể luôn một loạt để cho sau này rồi các vị Phật tử được lặp đi lặp lại thường thì các vị dễ nhớ. Cũng giống như là ở trong cái phần sở hữu, các cái phần sở hữu trên, chẳng hạn giống như là chúng ta nói đến cái sân phần, thì học viên pháp thì các vị học viên cố gắng nhớ là gồm có si vô tầm vô quý phóng dật, rồi tham phần là tham tà kiến ngã mạn, sân phần là sân tật lận hối, hôn phần là hôn trầm thị miên, hoài nghi. Rồi đối với cái sở hữu tịnh hảo này cũng vậy. Sở hữu tịnh hảo thì dòng đầu tiên đó, chúng ta cố gắng nhớ là tính, niệm, tàm, úy, vô tham, vô sân, hành, xả. Tính, niệm, tàm, úy, vô tham, vô sân, hành, xả. Tính, niệm, tàm, úy, vô tham, vô sân, hành, xả. Thì ở trong 19 cái sở hữu tịnh hảo biến hành này á, thì 12 cái sở hữu sau á, thì theo cặp thì tôi nghĩ rằng là các vị cũng sẽ dễ nhớ thôi. Riêng chỉ có cái dòng đầu tiên á, thì chúng ta cố gắng một chút, hãy cố gắng á, thì sẽ nhớ được. Thì ở trong bất cứ một cái tâm tịnh hảo nào thì luôn luôn cũng có 19 cái sở hữu tịnh hảo biến hành này. Thì cái đặc tính đầu tiên gọi là tính. Tính nó tức là một cái tính, tức là cái sự tin tưởng vào cái điều thiện, được gọi là tính. Và những vị Phật tử học viên nào mà chúng ta thường tham khảo các cái loại sách dạy học vi diệu pháp đó, thì có đôi khi trong cái quyển sách đó có những cái lời giải thích mà nó chỉ có hơi lắc léo một chút xíu đó, thì có thể chúng ta sẽ hiểu lầm. Ở đây tôi muốn nói đến cái trường hợp của tính. Đó là khi nói về cái tính á, thì thường thường được định nghĩa rằng đó là cái lòng tin đối với tam bảo, như là, hay là tin tưởng vào cái lý nhân quả,
hay là cái sự tin tưởng vào cả tứ diệu đế vân vân, thì cái lòng tin vào tam bảo hay là lòng tin vào lý nghiệp báo thì cái lòng tin đó cũng là tính, nhưng mà tính nó không phải chỉ có những cái việc đó. Và do đó đôi khi chúng ta nói rằng tính đó, đó là cái lòng tin tưởng nơi Phật, thì tôi muốn thay cái chữ đó là nó bằng cái chữ như là. Ví dụ như nói tính đó, như là cái lòng tin nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng vân vân. Chứ nếu mà trong một số sách mà chúng ta dùng cái chữ đó là đó, thì một số người tự học sẽ dễ hiểu lầm rằng là chỉ cái lòng tin nơi Đức Phật, Pháp, Tăng, rồi lòng tin nơi lý nhân quả hay lòng tin vào cái lý duyên khởi vân vân thì mới được gọi là tính. Như vậy thì không, không, đó không có hết nghĩa của cái chữ tính. Là bởi vì khi mà học cái dục pháp đó, học mỗi cái phần nào đó, thì chúng ta phải luôn luôn nhớ cái đặc tính của phần đó. Và cái đặc tính đầu tiên của tính đó là gì? Cái đặc tính đầu tiên của cái tính đó là một tịnh hảo biến thành. Và điều đó có nghĩa rằng là bất cứ một cái tâm tịnh hảo nào thì đều có tính hết. Và do đó, nếu một người mà cởi lên một cái thiện tâm, thì cái thiện tâm đó, dù người đó không có phải là Phật tử, không biết về Đức Phật, không biết về Pháp, không biết về Tăng, không biết về nhân quả, không biết về lý duyên khởi, thì người ta vẫn có cái tính ở đây. Và do đó khi mà học về các cái ý nghĩa từng cái đặc tính này đó, thì luôn luôn là chúng ta phải bao quát trong mọi cái trường hợp. Thì bất do vì tính là một cái đặc tính tịnh hảo biến hành, cho nên ở bất cứ một cái tâm tịnh hảo nào nói chung hay là bất cứ một cái thiện tâm nào nói riêng thì đều có cái sở hữu tính hết. Như vậy thì với một người không phải là một người Phật tử, thậm chí là một người tà kiến, thì thỉnh thoảng thì họ vẫn có những cái thiện tâm, thì những cái thiện tâm đó nó thì vẫn có cái tính. Cho nên khi mà nói nên là các vị tham khảo một số sách đó thì mà thấy rằng là các vị hoan hỷ trợ thì tham khảo một số sách mà thấy có cái định nghĩa mà gọn như vậy đó, cũng như là tính và lòng tin Phật đó, thì chúng ta nên phải hiểu rằng là như là nó đúng hơn là đó là. Và cái tính này á, nói về cái nói về cái trạng thái của cái tính á, thì ở trong thanh tịnh đạo nói đến là cái nếu mà ở trong bất thiện á, có tham á, thì cái tính á, nó như là nó đóng vai trò như là cái vai trò của tham ở trong cái tâm bất thiện, thì tính á, nó cũng như vai trò ở trong tâm thiện như thế nào thì giống như là tham có vai trò đối với tâm bất thiện như vậy. Là do vì cả tính và tham đó là đều là cái trạng thái tâm tha thiết với cảnh, chỉ có khác nhau đó là cái tính là cái trạng thái tâm tha thiết với cảnh bằng cái lòng tin tưởng vào điều thiện, còn cái tham cũng là cái trạng thái tâm tha thiết với cảnh nhưng mà bằng cái lòng khao khát của cái tham dục. Do vậy đó là đối với một người làm cái việc bất thiện á, nhưng nhờ họ có cái tâm tham đó, họ cảm thấy rằng là họ có nhiều cái niềm vui. Ví dụ như là có một số người có cái đam mê cái thú vui này, cái thú vui nọ, nhờ cái sự đam mê đó mà họ gắn bó, họ tha thiết với công việc. Thì cũng vậy, ở trong thiện pháp đó, thì nhờ có tính mà chúng sinh nó tha thiết với cái thiện pháp. Và cái tính này á, được hình thành á, là lớn dần á, trở thành một cái lòng tin. Giống như là do vì các vị Phật tử á, có cái sự ưa thích các cái thiện pháp, và từ cái sự ưa thích thiện pháp đó, đó dẫn đến cái lòng tin đối với tam bảo.
thì các vị biết về cái sở hữu tính. Asatta. Cái đặc tính là tha thiết với cảnh, nhờ lòng tin. Hay là cái chức năng. Cái chức năng là làm cho tâm làm cho tâm tin tưởng. Ở trong cái bài kinh thì người Bà La Môn Kassipa đó lo chá mà hôm trước tôi có đọc cho các vị nghe đó. Ở trong cái bài kinh này Đức Phật ngày ví dụ cái đức tin đó, nó giống như là cái hạt giống của thiện pháp. Và từ cái hạt giống đó mà cây được sinh trưởng, cành, lá, hoa, trái sinh trưởng. Thì nhờ cái lòng tin này á, mà các cái thiện sự khác á, được tăng trưởng. Giống như là nhờ cái lòng tin á, mà người ta lắng tai nghe pháp. Nhờ cái lòng tin á, mà người ta giữ giới. Nhờ cái lòng tin á, mà người ta làm các cái công đức. Hay là nhờ cái lòng tin đó mà người ta quyết tâm ngăn ngừa các cái việc ác và tiến xa hơn trên cái con đường tu chứng. Do đó cả cái lòng tin nó được ví dụ giống như là cái hạt giống của thiền pháp. Rồi cái thứ ba tức là cái biểu hiện. Cái biểu hiện thì được giải thích nó làm cho tâm trong sạch. Làm cho tâm trong sạch. Trong kinh có nói rằng là vị vua Diễm Lương Vương á, ngày có một cái viên ngọc, mà cái viên ngọc đó nó giống như là chúng ta tạm gọi là viên ngọc thôi, chứ nó tức là nó là một cái loại, nó là một cái loại đá. Thì nó giống như là ở miền quê người ta có một cái, người ta dùng những cái viên phèn. Khi mà người ta cần nghĩ làm cho nước nó trong á, thì người ta dùng cái viên phèn đó để làm cho nước nó trong. Thì trong cái ví dụ rằng là cái viên ngọc đó của vua Diễm Lương Vương như thế nào, thì cái lòng tin đối với cả cái thiện
trong thiện pháp đó, nó cũng làm cho cái tâm trong sạch như vậy. Là bởi vì nhờ cái có cái lòng tin này á, mà một người làm một cái việc gì đó là họ không còn cái, nó giúp cho cái tâm trong sạch bằng cái cách là loại bỏ cái sự nghi ngờ vân vân. Rồi cái thứ tư, là nhắn cần thiết. Là có đối tượng tin tưởng. Có đối tượng tin tưởng nó giống như là chúng một người Phật tử thì lấy cái đối tượng là Tam Bảo, hay là một người bên ngoài đó họ có một cái lý tưởng nào đó như là họ lấy cái việc thiện cái thì làm cái chỗ để họ tin tưởng, thì đó là cái điều kiện cần thiết để cho cái sở hữu, gọi là cái sở hữu tính có mặt. Để chúng ta có cái sở hữu thứ hai, đây là cái sở hữu quan trọng, gọi là cái sở hữu niệm. Những vị nào mà những Phật tử đi chùa lâu ngày đó, thì chúng ta đều quen với cái chữ niệm này. Chữ niệm này á, tất nhiên là được kể ở trong cái sở hữu tịnh hảo, do bị niệm ở đây tất nhiên là chánh niệm. Nó cũng giống như là tinh ở trong cái sở hữu tịnh hảo này tất nhiên là chánh tinh. Thì cái niệm ở đây á, được định nghĩa là một cái sự ghi nhớ. Nhưng mà cái sự ghi nhớ, cái sự ghi nhận như thế nào đó thì mới được gọi là niệm. Trong kinh Đức Phật này ví dụ giống như là một người gác cổng thành cho vua. Và người này á, có cái bổn phận, có cái trách nhiệm á, là quan sát những người đi ra đi vào cổng thành, những người lạ, người quen, thì luôn phải ghi nhận rõ ràng như vậy. Thì cũng như là một vị hành giả tu tập á, là luôn luôn á, là phải có cái khả năng theo dõi, kiểm soát bản thân mình. Tùy theo vị hành giả tu tập cái đề mục nào, thì vị hành giả đó có một cái tiêu chí để mà mình kiểm soát. Nó giống như là ngày hôm nay khi mà chúng ta đi ra nhà ga hay là ra phi trường vân vân, có những người làm cái công việc kiểm soát, thì có người đó thì họ làm cái việc kiểm soát đó, tức là họ xem cái hành lý của mỗi hành khách như vậy đó có quá cân hay không. Rồi có người đó làm cái công việc kiểm soát đó, là xem những hành khách đi qua phi trường đó là như ở trong mùa dịch này đó, thì người ta xem rồi cái nhiệt độ cơ thể của người đó như thế nào. Như vậy đó thì cùng là những người kiểm soát đó, nhưng mà họ có những cái mỗi người đó nó có một cái tiêu chí kiểm soát khác nhau. Thì cũng vậy, nói đến cái khả năng ghi nhớ hay là cái khả năng kiểm soát của niệm đó, là nó tùy vào cái tiêu chí của một người tu tập mà cái niệm này nó khác nhau. Ví dụ giống như là một người Phật tử sinh hoạt ở bên ngoài xã hội đó, thì chúng ta dùng cái sở hữu niệm đó để xem rằng cái việc này đó nó có vi phạm giới luật hay không, hay là việc này đó có để lại cái ác nghiệp hay không. Ác nghiệp tất nhiên là ở cái mức độ thô thiển như là qua thân qua khẩu. Rồi đối với vị hành giả tu thiền đó, thì cái chánh niệm này á, nó ở một cái mức độ khắt khe hơn, tức là vị hành giả kiểm soát tâm của mình xem có phiền não hay không. Do đó mà đôi khi ở các cái thiền viện đó, thì vị thiền sư á, hay nhắc nhở các vị thiền sinh á, là cố gắng giữ chánh niệm. Nhưng mà những vị thiền sinh á, mà
không được học rõ về về cái diệu pháp đó, thì khi mà nghe vị thiền sư dạy là cố gắng giữ cái chánh niệm đó, thì nghĩ rằng là mình làm cái việc gì đó thì mình cố gắng mình biết cái việc đó thôi. Nhưng mà đôi khi chúng ta nghĩ chúng ta không biết rằng là mình theo dõi cái bước chân hay là những cái cử chỉ như của mình như vậy đó là để làm gì. Thì ở đây đó, chúng ta phải hiểu rằng là cái khả năng kiểm soát ở đây là đối với vị hành giả, trong khi mà đi đứng nằm ngồi thì vị hành giả xem ở trong từng cái sinh hoạt như vậy đó, xem cái tâm của chúng ta đó, nó khi đó khi nào là thiện, khi nào là bất thiện, thì vị hành giả phải có một cái tiêu chí như vậy đó thì mới dễ dàng giữ cái chánh niệm. Chứ nếu mà chúng ta chỉ có biết là cái ghi nhận thôi mà không biết ghi nhận để làm gì đó thì các vị sẽ thấy rằng là cái việc mà giữ cái chánh niệm đó, nó là một cái việc gì đó mà mình làm thì chỉ biết làm thôi chứ nó không có cái mục đích gì hết. Thì trở lại đó là cái sở hữu chánh niệm là một cái đặc tính quan trọng của thiền pháp. Mà Đức Phật này còn ví dụ rằng là giống như trong các cái dấu chân của thú, trong các cái loài dấu chân của loài thú đó, thì dấu chân voi nó được xem như là to lớn nhất. Thì cũng như là trong các cái thiện pháp đó, thì cái chánh niệm đó, được xem là quan trọng nhất. Và có những khi đó, là vị hành giả cần phải cân bằng cái các cái thiện pháp của mình, giống như là tính cái lòng tin đó là phải được cân bằng với trí tuệ, vân vân. Nhưng mà đối với cái sở hữu niệm hay là cái chánh niệm đó, thì Đức Phật này dạy rằng là cái yếu tố này đó là cần thiết cho mọi trường hợp. Do vậy mà khi nãy tôi nhắc đến cái sở hữu niệm này, tôi nói rằng đây là một cái khía cạnh quan trọng là như vậy. Và đặc biệt đó là một trong những cái pháp môn quan trọng của pháp hành đó, đó là cái tứ niệm xứ. Thì trong khi mà vị hành giả tu tập tứ niệm xứ này á, thì hoàn toàn sử dụng triệt để cái vai trò của niệm. Nên nhắc lại là nhiều khi có những vị Phật tử tự học tham khảo sách đó, thì chỉ có nói khi mà chúng ta đọc sách đó, thì chúng ta thấy là giống như là nói về cái đặc tính của niệm. Dạ. Thì tất nhiên thì trong sách thì chỉ có thể ghi được là cái đặc tính đó là cái sự ghi nhớ. Ở đây tôi cũng phải ghi lại như vậy thôi. Nhưng mà chúng ta phải nhớ là cái sự ghi nhớ hay là ghi nhận. Ghi nhớ hay là ghi nhận. Ghi thêm cho rõ. Bằng sự theo dõi. Hay là kiểm soát. Là ví dụ luôn. Dạ. Yeah. Dạ, yeah, ví dụ như người gác, như người gác cổng. Dạ. Yeah. Chứ nếu mà chúng ta chỉ nói chỉ ghi nhớ không thì chúng ta không có lột, chúng ta không có mở rộng được cái ý nghĩa của cái niệm. Rồi cái thứ hai là cái chức năng. Chức năng là giúp tâm không nhầm lẫn. Rồi thứ ba là cái biểu hiện.
biểu hiện là tâm không rời cảnh. Nhân cần, nhân cần thiết đó là tạo cái ấn tượng ở đây thí dụ như là một người gác cổng, khi mà họ theo dõi cái người ra vào như vậy đó, thì để họ dễ nhớ thì họ nhớ rằng là vừa có một người lạ bước vào, và người đó ăn mặc với cái áo như thế nào, cái quần như thế nào, cái nón như thế nào, vân vân. Thì nhờ những cái ấn tượng như vậy đó mà họ dễ nhớ người đó, họ dễ nhận diện người đó, họ khó quên người đó. Như vậy đó là cái tạo cái ấn tượng. Hoặc là đối với một vị hành giả tu thiền á, thì nhờ vị đó thường xuyên theo dõi biến chuyển của thân và tâm, và khi mà vị hành giả mà theo dõi những cái biến chuyển đó thì vị hành giả đó thấy rõ ràng hơn các cái đặc tính khác nhau của các cái loại tâm, khi nào là tâm tham, khi nào là tâm sân. Và khi mà nhờ vị đó nhận có cái ấn tượng về cái sự khác biệt của các cái đặc tính riêng của mỗi loại tâm, và nhờ như vậy đó là vị đó không có nhầm lẫn. Rồi hai cái sở hữu tiếp theo là chúng ta học về cái sở hữu tàm. Tàm úy học chung, tại hay có tàm thì có úy. Này là hiri atapa, sở hữu tàm và úy đó. Thì cái phần này là coi như chúng ta đã học rồi ở trong cái phần sở hữu bất thiện biến hành. Tức là nếu mà vô tàm á, là cái sự không có hổ thẹn đối với cái hành vi mình làm, thì cái sở hữu tàm á, là cái sự hổ thẹn. Còn nếu vô ý á, là cái sự không có gây sợ đừng những cái người khác chỉ trích, hay là không có sợ hãi những cái hậu quả mà mình làm, thì cái sở hữu ý ở trong cái sở hữu tịnh hảo biến thành ở trong sở hữu tịnh hảo á, tức là cái lòng ghê sợ đối với các cái lỗi lầm. Thì nói cái vô tàm vô ý thì chúng ta hiểu như thế nào, thì cái sở hữu tàm vô ý thì chúng ta cũng sẽ hiểu như vậy. Và hai cái tàm vô ý này nữa, Đức Phật này nói đến là đây là cái hai cái pháp mà nâng đỡ thế gian. Tại sao hai cái pháp này nâng đỡ thế gian? Là bởi vì khi nào mà con người á mà còn cái lòng tàm và lòng úy á, thì khi đó cái ác pháp á, dù có như thế nào đi nữa, nó cũng ở một mức độ vừa phải. Đức Phật này nói rằng là nếu mà mày nhân loại đó mà không có cái lòng tàm và lòng úy này nữa, thì con người nó không khác vì con thú hết. Tức là không có phân biệt được
đâu là cha, đâu là mẹ, đâu là chị em, họ có thể họ sống với nhau bằng cái bản năng tự nhiên giống như là loài thú vật. Thì do đó mà cái lòng tà và lòng ý này đó là hai cái pháp mà nâng đỡ thế gian. Bản thân cá nhân của mỗi người đó thì nhờ cái lòng tà và lòng ý này đó, hai cái đặc tính của thiện pháp này đó giúp cho cá nhân của mỗi người đó tránh xa được rất là nhiều các cái việc bất thiện. Và nếu một người nào mà cái lòng tham và lòng ý này mạnh á, thì người đó, đó là họ có một cái khả năng hoặc là họ giữ giới rất là tốt. Do vì một người mà dễ vui đó là do vì người đó cái lòng tham và lòng quý này không có đủ mạnh. Và chính vì cái lòng tham và lòng quý này không có đủ mạnh á, cho nên một vị xuất gia đó có thể vi phạm các cái giới luật, thậm chí là đó là những cái giới quan trọng. Thì do đó là hai cái đặc tính tàm và quý này thì Đức Phật ngày kể rằng ngày dạy rằng đó là hai cái pháp mà nâng đỡ thế gian. Tính niệm tàm quý vô tham. Cái tàm quý này chúng ta khỏi có ghi thì sợ mất cái thời giờ, chúng ta cứ xem cái nhớ cái vô tàm và vô ý thì chúng ta chỉ có đổi lại ngược lại tàm và vô ý là đúng rồi. Rồi cái sở hữu kế tiếp là vô tham. Tôi xem là alo phá là vô tham. Thì hôm trước tôi có nói với các vị đó là cái vô tham á, tức là cái khả năng đối nghịch lại với tham. Chứ vô tham nó không có nghĩa là không có tham là đủ. Ví dụ giống như ở trong cái tâm sân á, là không có tham. Nhưng mà ở trong tâm sân á, không có sở hữu vô tham. Là bởi vì trong tâm sân á, nó không có cái đặc tính là đối trị lại với cái tâm tham. Mà chỉ khi nào trong tâm của một người mà có cái khả năng xả ly thì khi đó mới gọi là vô tham. Bởi vì cái khả năng xả ly đó chính là cái điều kiện, cái pháp đối trị lại cái lòng tham. Do đó mà cái vô sân thì chúng ta cũng sẽ hiểu tương tự giống như vậy. Cho nên là ở trong cái tâm vô nhân á, cái tâm đó không có tham sân si, tuy nhiên là cũng không có cái vô tham, vô sân và vô si. Vậy thì ở đây các vị học viên lưu ý là vô tham hay là vô sân, vô si thì không có nghĩa là không có tham, không có sân, không có si, mà vô tham, vô sân và vô si đó là ba cái đặc tính, ba cái yếu tố đối trị lại cái tham, cái sân và cái si. Ở đây tôi ví dụ là giống như là chúng ta có một cái khăn giấy, thường thường cái khăn giấy mình dùng hàng ngày đó, thì cái khăn giấy đó nó khi mà không có gặp nước á, thì cái khăn giấy đó nó khô. Tuy nhiên á, cái khăn giấy đó khô nó không có nghĩa là cái khăn giấy đó có khả năng kháng nước, có khả năng chống nước. Bởi vì nó khô chẳng qua là nó chưa có gặp nước thôi, chứ nó gặp nước thì nó vẫn thấm ướt. Cái đó nó khác với cái lá sen. Cái lá sen khi không có nước, khi không có gặp nước thì nó cũng khô giống như là cái khăn giấy không có gặp nước. Nhưng mà khi mà gặp nước rồi đó thì cái lá sen nó khác nước ở chỗ là nó có khả năng là nó kháng nước, nó còn quá thấm, mà cái khăn giấy đó thì nó thấm. Thì cái vô tham cũng giống như cái lá sen vậy, tức là có dù cho có cái điều kiện hay là dù cho gặp nước hay không gặp nước, tức là gặp cái cảnh ưa thích hay là không gặp cảnh ưa thích, thì cái vô tham nó phải có cái đặc tính là nó kháng lại cái tham.
các vị ghi cái đặc tính của sở hữu con tham. Đặc tính của vô tham là không dính mắc. Hai nữa là nhiệm vụ. Nhiệm vụ là buông bỏ. Ba là cái biểu hiện. Là không đam mê. Tư là nhân cần thêm. Là kéo tắc ý. Trong thanh tịnh đạo có kể là cái câu chuyện là có một vị tỳ kheo ngày ở trong rừng và ngày chọn cái đề mục là cái hài cốt tưởng, tức là ngày lấy cái ngày lấy hình ảnh của các cái bộ xương để làm cái đề tài tu tập, và lúc nào ngày cũng nhìn bất cứ ai đó thì ngày cũng thấy ra cái bộ xương đó. Thì một lần đó có một cô gái đi ngang mặt ngày, rồi sau đó có người hỏi lên, họ hỏi ngài có gặp cô gái hay không, thì ngài nói rằng tôi có gặp một người mà tôi cũng không biết rằng đó là nam hay nữ, bởi vì tôi chỉ thấy có một bộ xương đang di động đang di động thôi. Thì cái cách nhìn như vậy đó, đối với một vị tu thiền quán ấy, thì Đức Phật gọi là một người đó là khéo tác ý. Khéo tác ý tức là khéo suy tư như thế nào để cho cái lòng tham của mình nó không có. Như vậy là cái kế tiếp là cái vô sân. Vô sân là đô sát. Tức là không hung ác, thứ hai là nhiệm vụ.
nhiệm vụ là kiểm soát. Tâm không để phẫn nộ. Và biểu hiện và tâm mất mẹ. Và cái thứ tư cũng giống như là tham. Nhân cần thiết. Nhân cần thiết và khéo tác ý. Này, cái sở hữu cuối cùng là sở hữu hành xả. Cái hành xả này đó, nó không phải là cái thứ nhất, cái hành xả này không phải là cái được dùng giống như là cái chữ cái cảm thọ xả, cái upekkha, mà ở đây là cái chữ tatramaicchatta. Tatramaicchatta là thật ra đó thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng là cái sở hữu này là sở hữu quân bình nha. Cái hành xả, cái sở hữu hành xả này tức là cái đặc tính nó làm cho cái tâm nó quân bình, nó không có thái quá, nó không có thiên lệch. Bởi vì giống như là một ở trong một cái, nó giống như là ở trong một cái máy móc mà nếu mà muốn vận hành trơn tru á thì nó phải đồng bộ với nhau, nó không có cái nào mà nó thái quá. Ví dụ giống như là chúng ta có cái, chúng ta nói cái smartphone, thì là một cái smartphone đó, thì những kỹ sư đó, họ cũng cân nhắc làm sao đó, là các cái bộ phận ở trong phone đó, nó vừa chừng, nó không có thái quá. Ví dụ giống như là nếu mà cái màn ảnh đó, mà làm không khéo đó, thì nó sẽ gây cho nó làm cho tốn pin, và nếu mà cái cục pin mà lớn quá đó thì sẽ làm cho cái máy nó quá dày, và nếu mà cái pin đó, mà nó mỏng quá đó thì chúng ta dùng nó không có lâu. Do vậy đó, những kỹ sư đó họ phải cân nhắc làm sao đó, mà mỗi thứ đó, nó chỉ ở một cái mức vừa chừng có thể mình dùng được. Tức là mặc dù là cái máy đó, là cái pin đó, là nó không có quá lâu, tuy vậy đó, nhờ cái pin nó vừa chừng như vậy cho nên cái máy chúng ta cầm vào nó không có quá dày, và cái màn ảnh mà chúng ta nhìn vào á nó cũng vừa chừng, nó không có quá sáng mà nó không để nó hao pin, nhưng mà nó cũng vừa đủ sáng á, để chúng ta có thể nhìn rõ. Thì cái sự quân bình đó, nó được gọi là tatramaicchatta, là cái sở hữu hành xả. Thì cái đặc tính sở hữu hành xả đó là giúp cho các cái tâm và các cái sở hữu cùng sanh đó, nó được quân bình với nhau, nó không có thái quá, nó không có bị thiên lệch. Đó gọi là cái sở hữu, nó là cái tính, là cái tính hành xả. Do vậy ở đây khi mà học về cái sở hữu hành xả đó, thì chúng ta đặc biệt là phải chú ý đến cái chữ Pali, là bởi vì chữ Pali ở đây nó không phải là
cái chữ upekha mà ở đây là cái chữ tatamachatata, tức là giữ cho cái giữ cho cái tâm nó không bị thiên lệch. Như vậy là cái về cái đặc tính. Đặc bính là quân bình. Các pháo đồng xanh. Nhiệm vụ. Nhiệm vụ là giúp các pháp đồng sanh không thái quá mà biểu hiện. Tâm quân bình trước cảnh. Ngày thứ tư. Ở trong cái phần sở hữu tâm này, các vị hoan hỷ chịu khó là chúng ta viết bài hay nhiều quá. Là do vì ở trong cái sở hữu tâm này cần phải học theo cái bốn cái khía cạnh của thực tính pháp, cho nên tôi dành nhiều cái thời gian để tôi viết nhiều hơn là giảng. Nên cần thiết là có các pháp tương ưng. Do vì học cái ví dụ pháp á, và nhất là những cái phần sở hữu này á, là cần phải phân tích được theo cái bốn cái khía cạnh thực tính pháp này á, nhờ đó mà dễ dàng phân biệt được những cái ý nghĩa mà gần giống với nhau. Và do vì ở trong các cái sách đó, đôi khi cái việc biên soạn do vì được chuyển ngữ bằng nhiều cái ngôn ngữ khác nhau đó, thành ra nó có những cái chỗ mà nó các vị đọc nó thấy nó gần với nhau. Thí dụ như là đôi khi chúng ta đọc vào chúng ta không có phân biệt được cái đặc tính với cái biểu hiện vân vân, thì trong khi mà tôi hướng dẫn các vị đó thì tôi cố gắng là tìm lại các cái tài liệu bằng cái chữ Pali. Đúng rồi, chúng ta nên ghi thêm cái chữ Pali đó thì nó yên tâm hơn. Nhưng mà do vì thật ra nó cũng không có đủ cái thời gian nữa. Tuy nhiên sau này đó thì khi mà học về cái đặc tính pháp này mà chúng ta cần phải có một cái phân biệt rập rồi đó, thì mỗi cái đặc tính như thế nào, cái nhiệm vụ như thế nào, cái biểu hiện như thế nào, và nhân cần thế như thế nào đó, thì nếu một người nào mà học kỹ á, là phải học thêm chữ Pali, thì nhờ chữ Pali như vậy nó rõ ràng hơn. Tuy nhiên ở đây thì chúng ta chỉ có nhằm cái mục đích là để cho các vị Phật tử làm quen với ví dụ pháp ở trong cái lớp học ở trong một cái lớp học khái lược á. Thì nó có những cái vấn đề tương đối là tế nhị ở trong ví dụ pháp.
chẳng hạn giống như là nói về cái sở hữu tính, thì trong một số cái trường hợp á, mà chúng ta phải hiểu rằng là tại sao gọi là cái sở hữu tính á, thì nó cũng không phải là giống như là chúng ta được định nghĩa là đó là một cái sự tin tưởng vào cái điều thiện hay là tin tưởng vào một cái đối tượng nào đó, mà đôi khi là cái sở hữu tính á, được kể là vì cái đặc tính này á, nó đối lập ngược lại với cái sự bất tính, cho nên được gọi là tính. Rồi sau này chúng ta học các cái đặc tính khác như là cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, vân vân, thì làm sao trong một sát na tâm mà chúng ta có những cái hành động chân chánh, lời nói chân chánh hay nuôi mạng chân chánh được, thì khi đó đó là cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng chỉ được hiểu là do vì những cái đặc tính này nó có khả năng đối kháng lại cái tà ngữ, tà nghiệp và tà mạng, cho nên được gọi là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Thì các cái đặc tính của sở hữu của tâm, hay gọi là cái sở hữu tâm á, thì chúng ta chỉ phải hiểu nó như là một cái tính chất vậy thôi, chứ không phải là cái sự biểu hiện, không phải là một cái sự biểu hiện ra bên ngoài hoàn toàn. Giống như tôi nói các vị là, như chúng ta học về cái chánh nghiệp thì được định nghĩa là một cái hành động chân chánh, vân vân, là chúng ta định nghĩa theo tạng kinh để chúng ta dễ hiểu. Nhưng mà ví dụ pháp khi mà phân tích với cái đặc tính của cái chánh mạng đó thì nó chỉ còn là những cái yếu tố, những cái thành phần, hay nói như là ở trong y học mà chúng ta có nói đến cái sức đề kháng hay là cái kháng thể. Thì khi mà học vi dụ pháp đó, thì chúng ta cũng phải hiểu như vậy, là cái khả năng đề kháng đối với cái bất thiện nào thì được kể là một cái thiện pháp đó, cái khả năng đề kháng đối với cái chánh ngữ, xin lỗi, đối với cái tà ngữ thì được gọi là chánh ngữ, khả năng đề kháng đối với cái tà nghiệp thì gọi là chánh nghiệp, khả năng đề kháng với cái tà mạng thì gọi là cái chánh mạng. Thì bài học ngày hôm nay đó, thì chúng ta có cái là sở hữu tính đó. Thì trong một số trường hợp đó, bữa sau thì chúng ta sẽ học về 16 cái cặp đôi gồm có 12 cái sở hữu. Thì trong đó nó có những cái sở hữu như là nhu thân, sở hữu nhu thân và nhu tâm. Thì cái sở hữu này đó, nó có cái vai trò đó là nó giúp cho cái tính tâm được tăng trưởng. Thì khi đó nó tất cả những cái đặc tính của cái sở hữu đó, thì chúng ta phải nên hiểu nó như là một cái, ở trong một cái viên thuốc nó có những cái thành phần của nó, những cái thành phần nhỏ trong đó thôi, chứ không phải là một cái hình tượng cụ thể ở bên ngoài. Như là chúng ta cầm viên thuốc đó, thì trong toa thuốc đó là nhà sản xuất họ ghi là có bao nhiêu thành phần, thì chúng ta biết bao nhiêu cái thành phần vậy thôi, chứ còn nhìn ở bên ngoài thì chúng ta cũng thấy cái viên thuốc, và thậm chí cái viên này nó giống cái viên kia. Thì tương tự khi mà chúng ta học cái dược pháp đó, thì chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta đang học về những cái thành phần rất là chi ly. Đã như vậy mà cái thành phần chi ly này nó thuộc về cái tâm pháp chứ không phải là cái sắc pháp, tức là thuộc về cái phần trụ tượng. Thành ra đôi khi tôi hướng dẫn cái lớp này mà tôi cố gắng là tôi, mặc dù là cái lớp khái lược, nhưng cố gắng làm sao trình bày rất là chậm để những Phật tử học viên nào lần đầu tiên học vi dụ pháp á, thì không có cảm thấy ngỡ ngàng quá nhiều. Thì ở trong cái phần sở hữu tâm á, chúng ta vừa học đến cái 7 cái sở hữu tâm đầu tiên, gọi là tính, niệm, tà, múy, vô tham, vô sân, hành, xả. Thì phần sau đó thì chúng ta chỉ còn học là phần sau á, ngày thứ tư thì chúng ta sẽ học hết cái phần sở hữu tâm này. Và khi này đó thì thứ nhất là các vị Phật tử học viên chúng ta không phải ghi chép quá nhiều, chúng ta chỉ ghi chép những cái phần cần thiết, và phần còn lại đó, trong phần sau đó thì tôi cố gắng trình bày như thế nào mà để cho các vị có cái nhìn tương đối về cái nhìn tiếp cận dễ dàng hơn về môn vi diệu pháp. Hình như tôi thấy có một bạn
có vị Phật tử nào không? Thì lớp học ở đây ngày hôm nay chúng ta dừng lại ở đây, phần còn lại để cho các vị có cái câu hỏi. Hôm nào mà trong lớp học có sư Hạnh Tuệ đó, thì sư sư viết lại rất là rõ ràng. Dạ thưa sư, con có câu hỏi à sư. Dạ. À, thưa sư, trong bản nêu con muốn hỏi là mình trong bản nêu cái chi pháp tập đế là nằm ở đâu rồi sư? Tại vì con thấy khổ đế thì theo con hiểu là nó trong cái 50 cái sở hữu hành, còn giống như là diệt đế thì là trong 40 tâm siêu thế, còn mà bát thánh đạo thì là có trí tuệ, có tầm, có cần, có nhất thống tính với trong cái bát chánh đạo chi đó, nhưng mà con không hiểu cái tập đế là chi pháp nào, xin sư hướng dẫn cho con ạ. Dạ con cảm ơn. Dạ cái tập đế là sở hữu tham. Dạ anh có nghe được không ạ? Dạ dạ con nghe. Dạ, dạ, dạ. Còn cái đạo đế đó tức là bát chi đạo là ở trong tâm đạo. Còn cái diệt đế đó là không phải là siêu thế mà diệt đế là niết bàn. Nào cái phần đó chúng ta sẽ học sau. Cái phần đó phải cái phần đó họ sẽ học sau và phải học rõ ràng, là phải học kỹ cái phần đó. Dạ thưa sư, vậy sở hữu tham là trong cái sở hữu bất thiện là tham tà kiến ngã mạn là cái đó là tập đế hả sư? Dạ chỉ tính cái lấy cái sở hữu tham làm tập đế thôi. Ồ. Dạ, dạ cái tập dạ, đế con... chỉ cái sở hữu tham thôi. Dạ con kính tri ân sư ạ. Dạ. Dạ. Dạ mời đạo hữu chia bát ạ. Dạ đạo hữu chia bát có câu hỏi với sư không ạ? Ồ, em xin lỗi nãy giờ không có nghe. Dạ con xin chào sư. Con có câu hỏi là về thực tính pháp. Thì nãy con có nghe sư nói về thực tính pháp, nhưng mà con chưa có rõ, con xin sư giải thích về cái thực tính pháp rồi, cho nó rõ hơn cho con. Cảm ơn sư. À, thực tính pháp nó chỉ đơn giản là cái gì mà nó có thật đó, là nó phải có cái đặc tính của nó, cho nên cái đặc tính thật đó thì gọi là thực tính luôn. Ví dụ giống như là do vì có cái người thật cho nên mới có cái nó có mấy đặc tính sinh lý của con người đó. Còn những cái nhân vật hư cấu do vì không có thật cho nên nó không có cái đặc tính sinh lý như là một con người thật. Ví dụ giống như là chúng ta đọc tiểu thuyết, chúng ta có những cái nhân vật chẳng hạn giống như là những cái nhân vật tiểu thuyết trong Kiếm Hợp Hiệp, Kim Dung ví dụ vậy. Thì do vì những cái nhân vật đó đều là hư cấu hết cho nên chúng ta không có đặt cái vấn đề là không biết là nhân vật đó họ có sức khỏe, họ như thế nào, họ bệnh hoạn hay sao. Hay là tác giả đó có nói tới thì chúng ta biết, còn nếu không nói tới thì chúng ta không biết. Bởi vì cái đó nó không có thật. Là chỉ cái nào mà có thật đó, thì cái đó nó mới có cái đặc tính. Thì cái đặc tính thật đó được gọi là cái thực tính. Dạ. Dạ. Nó khác do vì cái đặc tính thật đó cho nên chỉ có cái pháp chân đế thì mới có cái thực tính. Còn cái pháp tục đế do vì là chế định, tức là cái điều mà mình định đặt thôi chứ nó không phải là nó có thật, cho nên cái pháp chế định không có thực tính. Dạ. Dạ. Con kính tri ân sư ạ. Dạ. Thực ra tôi biết rằng là có một số học viên á, lần đầu học diệu pháp á, thì tương đối là hơi khó khăn đó. Nhưng mà tôi thấy rằng là vẫn có nhiều học viên á, tiếp thu được bài vở. Và có những vị học viên đó đã học rồi và bây giờ học lại đó thì nó rõ ràng hơn. Như vậy thì khi mà học đi diệu pháp chúng ta cứ tìm hiểu thì chúng ta cũng có thể cố gắng học được. Và có vị Phật tử nào đưa bàn tay lên như Tâm Nguyên? Dạ, kính thưa sư, con có câu hỏi về trong cái thiền sắc giới. Dạ. Nếu mà vị hành giả mà đắc thiền trong khi họ phải dùng cái
tục đế cái hơi thở, là cái dùng cái hơi thở, dùng cái phương tiện hơi thở tục đế để đắc thiền. Và khi họ đắc thiền là họ trong cái chân đế pháp, phải không sư? Là nếu mà đắc thiền là họ trong cái chân đế, rồi từ cái trong cái chân đế đó khi họ xuất thiền ra, rồi họ dùng cái đó để họ tu cái thiền quán. Mà con muốn hỏi là nếu mà cái gì nó đắc thiền trong cái giống như sơ thiền thì có tầm tứ hỷ lạc nhất tâm, thì trong lúc đó là họ đã trong cái chân đế pháp, phải không sư? Xin sư dẫn giải hiểu cho con cái đó. Con xin cảm ơn sư. Cái chân đế nó chẳng qua là cái gì nó có thật thôi anh. Thì cái chân đế nó trong đó nó có cái thiện mà có cả cái bất thiện. Cho nên cái gì mà nó thực có đó thì cái đó gọi là chân đế thôi. Thì câu hỏi của anh đó là vị hành giả khi mà vị đó chứng thiền thì cái thiền đó là chân đế, tất nhiên là chân đế, bởi vì cái thiền đó chính là cái tâm và sở hữu của vị đó thì dĩ nhiên là chân đế. Nhưng mà phải hiểu thêm rằng là cái tâm bất thiện nó cũng là cái chân đế, chứ không phải là cái việc của vị tu thiền đạt cái cảnh giới nào đó mới gọi là cái chân đế. Rất là nhiều Phật tử quý hiểu lầm rằng là cái chân đế tức là những cái pháp nào mà nó cao thượng, nó không phải vậy. Mà cái gì mà nó có thật á, thì nó là chân đế thôi. Dù đó là cái điều xấu, nhưng mà nếu điều xấu có thật á, thì cũng là chân đế. Dạ thưa sư, nếu mà nói chân đế thì cái vị hành giả nó có thể hiểu rằng là nếu mà trong cái chân đế thì họ biết cái pháp thực tính nó chỉ có là giống như tứ đại, hay là cứng mềm nóng lạnh co giãn, chắc chỉ có đó là chân đế thôi, ngoài đó thì không phải là chân đế, phải không sư? Dạ nó như thế này, là khi mà tu thiền á thì nó có cái hai cái cách nhìn, cái cách ghi nhận cảnh bằng định gọi là cái thiền chỉ tịnh, còn cách thứ hai cái ghi nhận cảnh nó bằng tuệ đó gọi là cái thiền minh sát. Thì mà đối với cái thiền chỉ tịnh á thì rất là nhiều cái đề mục là phải nhìn bằng cái cảnh chế định. Ngay cả Đức Phật ngày nhập thiền chỉ tịnh á, thì ngày Phật cũng phải dùng cái cảnh chế định. Còn mà đối với cái thiền quán á thì cái cảnh nó là phải cái cảnh chân đế. Tôi sẽ lấy ví dụ giống như là anh đi ra ngoài trời nắng á, thì cái vấn đề anh mang kính ở đây á, là anh mang kính làm sao con mắt mình nó dễ chịu. Do vậy mình có thể mình mang cái kính râm, kính màu. Mặc dù cái kính màu đó nó không có phản ánh được cái màu sắc thực, nhưng mà khi này á, do vì mình không phải mình cần phải biết cái màu thật của cái cảnh vật xung quanh, mà cái vấn đề ở đây á, mình muốn làm cho con mắt nó dịu, cho nên mình mang cái kính màu. Nhưng mà trong một số trường hợp á, thì mình không có dùng kính màu được. Ví dụ giống như mình đang mua sơn để sơn nhà thì mình cần phải biết được cái màu thật của nó. Cho nên mình không, một là không mang kính, hay là phải cái kính trắng chứ không thể kính màu, bởi vì lúc này mình cần phải biết cái thật. Như vậy đó, thì cái chế định hay là cái chân đế để làm cái cảnh cho thiền định á, nó tùy theo cái công năng mà sử dụng. Ví dụ như ngay cả Đức Phật mà khi mà Ngài nhập cái thiền chỉ tịnh á, là Ngài cũng phải nhìn qua cái góc độ là chế định thôi. Nó giống như là bị bác sĩ thì khi mà đi ra trời nắng thì cũng phải dùng kính râm thôi, chứ không phải là vì bác sĩ mà nghĩ rằng là lúc nào mình cũng phải biết về những cái mà nói nhà khoa học, nên không phải là lúc nào cũng phải là mang cái kính hiển, phải dùng cái kính hiển vi hết, mà có đôi khi cũng phải dùng cái kính mát nó đánh lừa con mắt của mình. Thì cái phần này thì chúng ta sẽ chuyên sâu hơn về cái phần ở trong cái lộ kinh tâm, trong cái phần những cái lộ nhập thiền á. Dạ con kính tri ân sư ạ. Ở chứng thiền, lộ nhập thiền. Dạ dạ thưa sư, có một câu hỏi của đạo hữu Hồ Điệp ạ. Sư có dạy môn thiền à sư? Sư giải thích thêm nha sư, con rất thích học môn thiền lắm ạ. Dạ, đó là câu hỏi của đạo hữu Hồ Điệp ạ. Thưa cô, thì do vì ở Vi Diệu Pháp ấy,
có một phần lớn là phân tích về các cái giai đoạn chứng thiền và đạo quả. Do vậy mà thường thường các vị học viên như ví dụ pháp hay hỏi về liên quan đến mình thiền, bởi vì như chúng ta học ban đầu thì tất cả cái gì cũng là pháp, do vậy cái vấn đề nào ví dụ pháp cũng phải đề cập đến hết. Thì thiền là một trong những cái phần mà ví dụ pháp đề cập thôi. Dạ, thưa sư, con đã thấy đạo hữu Hồ Điệp. Xin cảm ơn sư rồi ạ. Xin mời đạo hữu Chia Bát có câu hỏi tiếp theo với sư không ạ? Dạ, dạ sư có. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, thưa sư, con xin hỏi như là một cái câu này. Hôm trước sư có dạy về cái tâm sở sân. Dạ. Về cái dục ái. Dục ái thì nếu mà không có thỏa mãn được thì nó tạo ra cái sân. Còn cái hữu ái, vô sắc ái thì nó lại không có tạo ra cái sân được. Dạ phải. Dạ, dạ, cảm ơn sư. Nhưng mà khi con đọc cái một câu chuyện về mấy cái vị mà đi vô sắc giới, nhưng mà khi mà hết tuổi thọ, họ bị người bốc mùi hôi, rồi họ buồn, rồi họ bị hết tuổi thọ nó như vậy, có phải là bị... À, cái đó là trường hợp chư thiên nó có dục. Yeah. Còn mấy các vị phạm thiên thì trong cái khoảng thời gian đó thì các vị đó không có sân. Nhưng mà các vị đó chưa có dịp được cái tâm sân. Nếu mà vị đó sanh trở xuống cái khỏi dục thì các vị nó vẫn có cái điều kiện cho cái tâm sân. Nhưng mà cái tâm sân rất là ít. Còn mà ở trên cái cô đọc đó là cái đó là những vị chư thiên mà còn cái sự buồn đầu vân vân, đó là chư thiên cõi dục giới chứ không phải là chư thiên cái cõi thiền. Dạ, dạ, con kính trên sư ạ. Dạ. Do vậy thì như là chúng ta học ví dụ pháp, chúng ta có những cái công thức mà đôi khi những cái câu chuyện mà người ta viết nhầm á thì mình cũng biết được. Ví dụ giống như là khi mà phạm thiên đến hầu Phật á, thì khi đó ác ma đi đến thì vị phạm thiên nghĩ rằng là mình ở đây không có thích hợp, cho nên vị đó tránh đi. Thì có nhiều người nghĩ rằng là phạm thiên vì sợ hãi ma vương, nhưng mà đối với vị phạm thiên thì các vị nó không có sự sân hận, cho nên không có sự sợ hãi. Dạ. Dạ, con cảm ơn sư ạ. Dạ, 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 chào con. Chào sư. Dạ, mời đạo hữu Dã Quỳ Minh Giang lên đặt câu hỏi trực tiếp với sư ạ. Dạ, cho con hỏi hiểu về cái sở hữu niệm này với cái niệm trong thất nhất chi á sư. Thì dạ. Cái cách mình hiểu sao? Dạ, cái niệm này chính là niệm ở trong thất nhất chi anh. Dạ, nó dạ, cũng nhưng là mà niệm ở trong cái thất nhất chi á, là ở một cái mức độ là được tu tập. Dùng cái niệm này mà tu tập trở thành niệm nhất chi. Còn cái sở hữu niệm này á, ngoài cái việc mà trở thành sở hữu chị cái niệm nhất chi á, thì cái sở hữu này nó còn là một cái đặc tính chung cho tất cả các cái tâm tịnh hảo. Nhưng mà tất cả những cái đặc tính này á, nếu mà không có được phát huy đúng mức á, thì nó không có khả năng là trở thành cái niệm nhất chi. Nhưng mà niệm nhất chi á, là phải được phát triển từ cái sở hữu niệm này. Yeah. Nếu ví dụ như mình có cái máy cắt gạch bằng nước, thì nếu mà cái nước bình thường á thì nó không có đủ khả năng, nó không có tạo ra được một cái lực mạnh để cắt nứt một cái viên gạch. Nhưng mà cái nước đó mà được phát huy ở mức độ cao á thì nó đủ sức mạnh để nó cắt nứt cái viên gạch, ví dụ vậy. Thì cái niệm bình thường á, nó giống như là chỉ nước bình thường thôi, nó không gì hết. Nhưng mà cái niệm mà trở thành cái niệm giác chi ấy, thì giống như nước, mà khi nó trở thành nước giống như là đủ sóng thần thì sức mạnh là vô cùng. Dạ, xa tôi dạ. Không hiểu rồi. Con cảm ơn sư. Dạ, xin mời đạo hữu Bích Uyên lên đặt câu hỏi cho Bích sư ạ. Thưa sư, con nghe nói là trong sắc thọ tưởng hành thức thì hành là tương đương với lại cái sở hữu tư,
là cái để mà tạo nghiệp. Thì có đúng như vậy không? Và tại sao như vậy ạ, thưa sư? À, không cũng. Dạ. Cái sở hữu, cái hành á, mà ở trong ngũ uẩn á, nó khác với cái hành ở trong thập nhị nhân duyên. Cái dạ. Sắc thọ tưởng hành thức đó, đó, cái sắc là sắc uẩn, cái thọ là sở hữu thọ, dạ. Tưởng là sở hữu tưởng, hành là 50 sở hữu, 50 sở hữu còn lại trừ cái sở hữu thọ và cái sở hữu tưởng, đó là hành uẩn, còn thức uẩn là tâm. Đó là cái hành ở trong ngũ uẩn. Còn cái hành mà là sở hữu tư đó, đó là cái hành đó là trong thập nhị nhân duyên là vô minh duyên hành. Thì cái hành đó đó là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Thì cái hành đó mới là sở hữu tư cô. Dạ, con cảm ơn sư. Dạ. Dạ. Dạ thưa sư, giờ này thì con đã thấy không còn bàn tay giơ lên nữa ạ. Dạ. À, nếu mà các vị không còn câu hỏi nữa thì chúng ta kết thúc buổi học ở đây. Thì cũng mong rằng là các vị Phật tử học viên chúng ta chịu khó là còn một buổi học nữa và chúng ta kết thúc cái phần sở hữu. Và khi này thì chúng ta ít có phải viết bài nhiều. Chúng ta chỉ phải viết, chúng ta phải học thêm cái phần đặc tính của cái sắc pháp nữa thôi. Còn lại đó thì chúng ta có nhiều cái vấn đề chúng ta học dễ dàng hơn. Thì học ví dụ pháp cái bước đầu hơi khó khăn một chút, đó là chúng ta cần phải định nghĩa tất cả các cái tâm và cái sở hữu. Thì mong mừng các vị, chúng ta ngày hôm nay chúng ta cũng học gần xong cái phần sở hữu rồi. Thì nếu mà vị nào mà chúng ta học được tới đây đó, thì tôi hoàn toàn có thể hy vọng rằng là các vị có thể học được cái môn ví dụ pháp. Thì chúng tôi kết thúc cái buổi học ở đây và chúc tất cả các vị ăn vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con kính tri ân sư. Dạ con kính tri ân sư buổi học hôm nay. Dạ con kính tri ân sư. Đúng con kính tri ân sư ạ. Dạ. Dạ chào các vị.